Ngoan phanh đó nha. Té té té, bẻ quá, đúng rồi. Bẻ cái cổ thôi, không có nhấc cái xe lên nè. Rồi, cung đường rồi. Vô đây cung đường rồi. Đụng. Ừ. Rồi, quay ra, quay ra, quay ra. Dạ ra, dạ ra. Ừ. Chơi kiểu gì vậy? Ngồi xuống cái này. Cái này. Ngồi xuống đẩy xe coi. Chơi kiểu gì vậy trời? Hello các bạn, hôm nay là Thanksgiving Day. Bây giờ buổi sáng thì tụi mình mới đi Ben chơi rồi. Thật ra mình đi buổi tối hôm qua, nhưng mà Ben thì mình quay rồi, không nhiều thứ quá rồi, nhiều clip quá rồi, cho nên thành ra hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái công viên Prince Edward này ở trong downtown của Calgary ha. Rồi sẵn luôn mình quay luôn cái chỗ mà lá vàng nè các bạn, mùa thu của Calgary á, cho các bạn xem luôn ha. Rồi giờ mình đem xe đạp để đi, tại tự nhiên hôm nay trời nó nắng, nó mát lắm, nó không có lạnh, ý mình là không có lạnh đó, cho nên thành ra là tụi mình quyết định là đạp xe đạp, tụi mình đem xe đạp theo, đem đồ của con nhóc theo để mình đạp một vòng chỗ này cho các bạn xem đó. Này cũng có nhiều người giống mình nè các bạn, cũng lấy xe đạp ra chạy nè đó. Bạn Kenny đã được lên xe, nghe chưa, bánh có xẹp lắm không? Ý, bạn kia cắt cái chỗ ngồi đẹp quá nè, dễ thương không? À, không cứ nhắc nè. Rồi đi đi. Hai, mày đạp vòng cho coi coi. Đó, mình sẽ đạp qua bên cái cầu đó để đi mình đi vô downtown. Tại đậu xe ở đây thì nó rộng rãi thoải mái, ha. Rồi đạp đi. Rồi ba dí theo. Ừ, Kenny đi đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Rồi Kenny đi nè. Đó, đẹp không các bạn? Đó, màu vàng. Này, cây lá vàng nè các bạn. Đó, vàng như kia, như vàng luôn, như là gold đó các bạn. Đó, đi vô trong công viên nè. Đó, người đang ở đây người ta chơi quá trời luôn rồi. Hôm nay trời rất là đẹp. Đó, lái vàng trong kia kìa. Cái công viên này nhất trong tất cả những công viên của Calgary. Đó, đây là công viên Prince Edward. Ôi áo dài kìa. Đó, trời, cái cây này đẹp không các bạn? Hết sảy luôn á.
ơi. Kenny ơi. Đó, đây là đạp xào của Carrie ha. Người ta làm cái đường này để đạp xe đạp nè các bạn. Đẹp không? Đó, người ta làm mấy cái đường này để người dân thành phố có thể đi đạp xe, ngắm cảnh, enjoy cuộc sống. Kenny ơi. Rồi. Đây là đường bộ hành ven sông. Đường bộ hành ven sông này thì mình cũng có quay nhiều các bạn xem rồi. Vào mùa thu mình quay lại thôi. Đó, khu nhà này các bạn đẹp không? Ở đây ngắm cảnh nhìn ra ngoài bờ sông mát mẻ. Bên phải đây là cầu Peace Bridge, cầu Hòa Bình. Một công trình cũng khá là nổi tiếng của Carrie. Mình giờ mình sẽ đi qua cái cầu Hòa Bình. Cầu hiện đại là người ta đang sửa chữa cho nên thành ra là nó không đẹp lắm. Nhưng các bạn nhìn cái kiến trúc nè, thấy không? Bây giờ mình đã đạp ra tới đường Memorial rồi. Đường này không đẹp lắm nhưng mà cũng có một vài cái spot ok. Bên phải của các bạn là con sông Bow, con sông cầu vòng Bow River. Các bạn thấy bên kia lấm tấm không? Màu vàng đẹp không? Đó, đường này đạp xe rất là hợp lý. Sao? Cái này nè. Hay vậy ta. Đó là phải rung chuông nhẹ hả? Rồi, kết thúc ngày ăn chơi. Mệt quá. Đạp về một chút. Này. Ăn chơi xong rồi giờ bây giờ đi về, hết ngày lễ rồi các bạn. Giờ mình về mình chuẩn bị để ngày mai còn đi làm. Đi về. Về nhà. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like ở bên dưới và đừng quên một kênh của mình, bấm vào nút subscribe, nút đăng ký á. Cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều những video mình chia sẻ về cuộc sống Canada nữa nhé. Đạp qua. Đạp qua mấy con dốc xong thở và hết nói nổi luôn. Ok, giờ dắt xe lên đi về.